Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, của bạn bè năm châu quốc tế. Hôm nay em sẽ review, giới thiệu và ôn lại kỷ niệm cho các bác trong những thời năm tháng ngày xưa, cách đây tầm 5 năm đến 8 năm về trước. Các bác rất là thịnh hành những sản phẩm trang thiết bị âm thanh như hình ảnh các bác đang được xem đây. Trước mặt các bác đây là một chiếc âm đi khách người ta mang đến nhờ bên em kiểm tra. Thì vừa mới mở ra máy móc thì bên trong bám đầy bụi. Em vừa cắm máy hơi vào xịt cho nó bay hết các cái bụi bẩn ra. Và cũng chia sẻ với luôn các bác là có một cái điểm đặc biệt là thú vị như này. Cái này là một kỷ niệm vui thôi, cũng khoe với các bác thôi. Còn sản phẩm này thì bên em chưa có bán. Còn sau này các bác nếu như thích cái series như này, review sản phẩm trang thiết bị âm thanh cao cấp, thì em sẽ cố gắng tìm và nhập lại những cái sản phẩm này của khách và vệ sinh sạch đẹp, sau đó lại bán lại cho các bác. Nếu như các bác nào đam mê và yêu thích các sản phẩm trang thiết bị âm thanh thuộc dạng là như thế này, được không ạ? Thì trong mặt các bác đây là một sản phẩm âm đi Jaguar Suzong PA2303XG. Đây là hàng xịn, hàng chính hãng nha các bác nhé. Đấy, đặc điểm nhận dạng hàng xịn, hàng chính hãng, đầu tiên là cái phích cắm nguồn tiêu chuẩn Hàn Quốc là nó như thế này, chân 5 ly có một lỗ tiếp mát. Đấy, hoặc là không thì nó có hai rãnh tiếp mát đây. Đấy, và nếu như phiên bản nội địa thì không có công tắc Voltaset này. Còn nếu như phiên bản quốc tế thì công tắc Voltaset này nó có chế độ là 220 và 110. Đấy, ví dụ các bác ở Đông Nam Á hoặc là châu Mỹ Latin, ví dụ như là Đài Loan là 110, được chưa? Hàn Quốc là 220, Nhật Bản là 100. Nhật Bản là 100V nhưng 60Hz. Đài Loan thì 110 50Hz. Mỹ thì này là 120V 50 hoặc 60Hz. Đấy. Có vùng thì 50Hz, có vùng thì 60Hz. Ở trên quốc tế cũng có rất nhiều nước là sử dụng điện là 220 nhưng mà 60Hz, tần số nó sẽ cao hơn. Về cái này thì quy chuẩn mỗi nước một khác, và quy chuẩn quốc tế thì họ đưa ra thì cũng mỗi nước một khác một chút xíu. Thì bây giờ em sẽ review về chi tiết cái mặt trước các bác nhé. Mặt sau thì nói qua về điện áp để các bác phân biệt được đã. Sản phẩm này nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam do một công ty em không tiện kể tên. Con này thì nó có mic 1, 2, mic 3, 4, tức là hai hàng mic này các bác có cắm được tối đa 4 mic vào đây. Gia đình có hai mic thôi nhưng đây tận 4 mic. Đấy. Có các nút volume, pala, cân bằng này, echo này, nomin 2, bass trực tiếp này. Hàng echo có wire echo nom 2, tức là bass, cái độ cái tiếng bass của echo, tiếng tép của echo. Reverb và delay. Đấy. Volume music ở hàng dưới này chúng ta có cái công tắc là sell, công tắc là input A hoặc B. Echo thì có sell và mono. Đấy. Tạo echo ảo thôi. Ở dưới này có một cái nút ban cân loa, bass, chung, tép. Đấy, ở đây là volume tổng, master volume. Các bác nghe nhạc thì các bác để 50%. Giảm hết các hàng này đi. Vặn volume lên là nghe. Đấy, còn các bác mà hát karaoke thì các bác giảm hết các cái này đi. Vặn 40 hoặc 50%. Nhạc lên sao cho vừa thì để. Đấy, xong bắt đầu là tiếng mic lên 50 hoặc 80% tùy. Đấy. Echo thường thường để 50 hoặc là 60 là hơi nhiều vàng lắm rồi. Ngày xưa thì em lại có một cái thời kỷ niệm như này, chia sẻ nhé. Ngày xưa mà các cái thời như là các bác mà đi làm tổ chức sự kiện nha, toàn mua 203N xịn, bãi xịn. Đợt đi cái đây tầm 6 năm thì nó tầm 8 đến 10 triệu, sau đó thì 12, bây giờ là gần 15 triệu một con, hơn 15 triệu một con cũng có, tình trạng đẹp. Đấy. Và bây giờ thì đa số là họ chuyển sang hết là vang số hoặc là cốt số, xong lại chơi mixer thì chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Nhưng các cái dòng như thế này thì tiếng và chất lượng âm thanh ra nó có một cái chất gì đó nó rất là analog hồi xưa. Tức là các bác nghe những cái dòng âm ni như thế này mà các bác đánh vào những cặp loa phải gọi là thật sự nó rất là xịn. Tức là xịn ở đây nó như nào, không phải là một bát một kèn, mà ở đây nó sử dụng là bát như này, xong là tép giấy. Thì những dòng âm ni này nó sẽ xử lý được tiếng rất là hay, rất là mượt. Đấy. Và quan trọng hơn nữa đó chính là cái linh kiện bên trong cái âm ni này. Đấy, linh kiện bên trong cái âm ni này thì là phải nên linh kiện. Nói chung nếu như bây giờ cho phép em được nhập lại con âm ni này của các bác, bét cũng phải tầm 5 đến 800. Bét nhất cũng phải từ 5 đến 800 nghìn, tùy tình trạng máy. Bét nhất là từ 500, còn đồng nát với chai thì 450-500 đầy, bao nhiêu cũng nhập hết. Nhưng miễn là phải máy xịn.
Còn những cái máy ở trên thị trường nha, các bác mua nó vài 300 nghìn nha. Em nói thật, không ăn được đâu, không ăn được các loại cùi cùi này đâu. Những dòng này gọi là cùi rồi nhưng mà tiếng của nó rất là hay, linh kiện cao cấp. Đây, lại chia sẻ với các bác luôn, có tem nhập khẩu của công ty này, em không tiện kể tên nha. Nhưng có một cái điểm trừ đó là Serino này không gặp chữ này, chỉ có Serino ở đây này. Đấy. Đây, Serino là KA38E80PM140515. Đấy, Jaguar Sion. À, mã đây, mã của nó đây. Cái này nó có một cái hàng rắc để các bác cắm ra Equine, rút hai cái cầu chữ U này ra, các bác cắm vào Equine Miser nọc xì. Đấy. Và công suất ở đây người ta cũng ghi thông số đầy đủ rõ ràng luôn nhé. Công suất tiêu thụ tối đa là 480W, tổng công suất tiêu thụ tối đa. Con này công suất tải ra loa ở 8 ohm là khoảng tầm 80W một kênh, và 4 ohm là khoảng tầm 120W một kênh. Ở đây họ cũng ghi luôn là mid noise 4 ohm trên một kênh. Được chưa? Con này thì không chế độ dồn cầu đâu, các bác đừng có hỏi con này dồn kênh được bao nhiêu. Dòng này thì công suất của nó không lớn nhưng nó được cái tiếng rất là hay. Chất lượng âm thanh giá rất hay, rất tuyệt vời. Những bên em đánh giá rất là cao. Bắt đầu lại chia sẻ lại các bác một tí đấy. Nên là các bác nào mà thích săn đón tìm mua những sản phẩm như thế này, liên hệ trực tiếp với em. Còn nếu như các bác nào chốt con Jaguar Sojong này thì gọi trực tiếp cho em. Đấy, để ép giá. Cái này em chưa báo khách. Khách giờ người ta đang dùng chứ còn bao giờ người ta bán thì sẽ báo. Được chưa? Linh kiện bên trong toàn linh kiện cao cấp này. Đấy. Tất cả linh kiện IC là 4558. Ở cái hàng vang này thì có một con hình như là con này nó dùng chip CS74 ở góc này nó điều khiển. Còn góc đây thì em thấy IC xóa tên. Hơi thất vọng tí. Nói chung đây là một cái dòng máy rất là xịn nha. Chia sẻ và review với toàn thể các bác. Đấy, đánh giá khách quan. Con này đánh những cái loại loa mà tép dây tiếng rất là hay. Ok, video review giới thiệu sản phẩm đến đây kết thúc nhé. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.